Long An là một trong năm địa phương tham gia hội nghị đối thoại, giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, người nộp thuế do Tổng cục Thuế tổ chức tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 9 năm 2024. Mục đích sự kiện để ngành thuế kịp thời lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định chính sách, pháp luật thuế. Cục Thuế Long An đề nghị người nộp thuế tại địa bàn tỉnh có vướng mắc kiến nghị gửi các nội dung vướng mắc kiến nghị và đề xuất về Tổng cục Thuế trước ngày 23 tháng 9 2024 để tổng hợp. Theo báo cáo mới nhất, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An trong 8 tháng năm 2024 đạt 18.450 tỷ đồng, tương đương khoảng 87% dự toán trung ương và dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 46,3% so cùng kỳ.